À, ngày trước tôi bán của anh hai đôi chim non đó, bây giờ nó đẻ được một đôi rồi, một đôi nó đẻ được như thế là đẻ được một một lứa sao đó thôi anh nhỉ? À vâng, cái này là nó phải nghỉ chứ, nó nghỉ xong rồi nó. Không, một 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 ô là đẻ được 11 đôi rồi, vẫn thành công. Năm nay là được 10 10 đôi rồi, à 11 đôi. Còn một đôi là đẻ từ đầu năm nay được một đôi, sao không đẻ nữa? Thế là thế nào anh? Thế thì bác phải kiên trì, bác đổi chuyển sang cái lồng khác rồi bác cho ăn chế độ nó khác đi một chút đi, bác thay đổi nó đi. Như bây giờ Tôi kiếm chuồng rồi, chuồng tôi làm một mét mà cao 1,8 m, mái lợp rồi chắn chia chắn đầy đủ cả hai chuồng giống nhau, mà một chuồng đĩa được một chuồng không đĩa được. vâng, thế thì cái đấy thì bác phải lên tính nhiên phương án là mình lên ghép ghép lại đi, mình nên Thế thay con mái khác hay thay con trống nhỉ? đấy đảo đi nhá, bác kiếm con trống khác hay con mái khác đấy, hoặc là bác có nghĩa là về lý thuyết là để cho bác hai đôi, mà một đôi này Vâng. đẻ rất là tốt, 11 nứa con rồi, một đôi Rồi. thì đã từng đẻ một nứa rồi nhưng bấy lâu nay là nó không ra tiếp nữa. Không ra nữa, đúng Nó xét rồi. về lý thuyết như thế là nó đầy đủ về đôi cặp và đầy đủ lý thuyết để mà là đàn đã ra con rồi. Vâng, Thì nhưng mà trong không cái đánh việc nhau, nhưng mà đôi đấy vẫn không đánh nhau. thì đương nhiên nó đẻ rồi không đánh nhau. Ừ, bây giờ cho ăn chế độ nào à? Anh cung cấp thêm nào. Ăn cái đỗ ngâm rồi lúa ngâm rồi tất cả những cái thứ là mình lên cho nó uống thêm cái tê ta kích trứng rồi cho nó uống thêm những cái thành phần đồ hạt ngũ cốc nhưng mà ngâm lên một chút thì nó sẽ kích thích về cái tình dục. Cái đó là đỗ xanh hả? vâng Đỗ xanh ngâm lên cho nó ra mầm hả? vâng và ngâm này, hoặc là cái giá mình ngâm lên vắt đi cái nước cho nó vào nó uống nước ở trong trong Thông máng. ừ. Để bây giờ đĩa được một đôi, chả thấy đĩa nó sao. Thế nó liên quan đến kỹ thuật rồi, liên quan đến chuyên kỹ thuật. Bây giờ ăn cái chuồng thì tôi cũng đảo chuồng rồi, mà không có thì không có là phải tay đi mua cụ khác về để thả tái sinh được. Vâng, thì mình phải lên đảo đi. Đó, bây giờ thì Nhiều. có nhà nhà có mấy đôi và bây giờ đang nôn đi Vâng. Thì có nghĩa là vâng. nó đã từng đẻ rồi, bây giờ nó nghỉ đẻ, nó không đẻ nữa thì mình phải xem một vài yếu tố cho ăn, cho uống, rồi môi trường xung quanh, rồi nó có nhiều yếu tố khác nữa. Chứ còn là nó đã Chuồng đẻ rồi thì đương nhiên là nó đã đẻ rồi. và chuyện tại chuồng tại tuyệt vời rồi. Vâng. Và buồn thế, nhưng mà đôi được Bác mười ở một Thanh mười Hóa và tôi Thanh Hóa lấy hai đôi bây giờ như thế là đạt cả hai đôi còn gì nữa, đạt hai đôi đôi đĩa được 11 đôi lứa rồi, mà một đôi đĩa được một lứa thôi. chim có được không, chim Chim có cũng được, mập nặng con nó không, to con gái được và vâng. lấy cũng được 2-3 năm rồi còn gì nữa, Được hơn 1 năm rồi à hơn 1 năm rồi. Vâng à, tôi lấy như thế là được 1,5 năm rồi đó, được gần 10 tháng với đĩa vâng đó à. Cái hồi đó mới là bán được hơn 1 tháng tuổi hay sao dạ vâng nó chưa có à, cường. chưa chưa có cơm. Vâng. Và bây giờ không biết thế nào mà đĩa được đôi, còn đôi buồn quá. Vâng, cái đôi đẻ rồi thì thôi cũng chúc mừng bác, hoan nghênh là cứ gì duy trì cái đôi nó đẻ một nửa xong nó ngừng đấy thì bác cũng lên kiên trì một chút đi. Tại vì chim thường thường là nó cũng đến năm thứ ba đầu đi bắt đầu nó đẻ ổn định. À thế hả? Vâng. Cái đôi đôi mà được 11 lứa thì cứ mẹ nó côn nó bắt đầu ra lông ống, cái là bắt đầu đôi chim này đôi mẹ lại ra đập mái. Vâng. Thế lại bắt đầu bắt tách con được có mấy ngày đó, bắt tách con cho ăn bộ ngoài á, Vâng. thế bắt đầu lại lại đi đĩa tiếp, 3 ngày sau đĩa tiếp Vâng. đấy, nó nhanh lắm, nhưng mà cái đôi kia là chả thấy gì cả. Thế Vâng. là Thế là cứ thỉnh thoảng để cho chồng xa vợ một tí. phải tách Nhưng ra không? kệ mình làm nào nó hiệu suất nhất và nó ổn định nhất là được, thì như thế là được Thế rồi. thế mà không có kinh nghiệm. Vâng, thế là được rồi, 1 năm ra mười mấy nữa thì 11 đứa rồi năm đẻ 11 đứa là bác, thế là bác giỏi thì đấy. 22 tháng giêng là bắt đầu lấy đứa đầu tiên, mà hôm nay là tháng 12 rồi, đang lứa thứ 11 đã gấp rồi Vâng, này đấy. thế là được rồi, thế là cái cách của bác là như thế, là bác cứ gần như là nó vừa đẻ vừa nuôi con vừa thụ thai. Đấy, cái đôi đấy là tuyệt vời đấy, cái đôi này đúng 11 đứa là tuyệt vời đấy, nhanh lắm. Vâng, Và thì thế con đang nuôi con là mẹ đã đập mái được gần. là thì đương nhiên nó đang nuôi con là bắt đầu nó lại phát triển buồng trứng ở trong bụng nó, thì đương nhiên khi mà Đấy. nó buồng trứng nó đến cái tầm ấy thì con trống nó lại phải phủ con mái. À, tách ra cái là đĩa lùn, 3 ngày sau đĩa lùn thế thôi. Vâng, thế mình có bón chim non không hay là để cho mẹ nó nuôi? Tôi bắt ra chứ. À. Và cũng học cái sách của anh đấy, tôi cứ tách ra tôi bón cho nó ăn. Thế Nó là thuần. thành công rồi.
thành công mà. Vâng. Nếu Mà mà có 10 đôi như thế thì tốt à? nhớ rồi bây giờ thì rung Thế nhà lên cái bọn chim non thì bây giờ lại gây tiếp. rồi. Hắn vẫn được cái gì Vâng, vẫn bình thường cái gì đâu. à, vẫn được cái nó rõ thuần rồi, nó hiền lắm. Vâng, thì bây giờ là có bao nhiêu những cái đôi đấy là có bán cho ai không? Có để cho ai không? Hay là để lại Tôi nuôi bán được, tôi bán đi 5 đôi rồi, bây giờ còn còn 5 đôi nữa, còn đôi thứ 11 là đang gấp. cất? Khi mà người ta nhìn thấy chim bố mẹ thì người ta cũng thấy thích thì người ta mua chim non ngay có gì đâu. Không không có để bán. À, không có để bán này. Và đây Vâng. tôi bán có 500 thôi, 500 thôi. À, thì toàn gần gần quen quen thì mình tình cảm thì mình để giao lưu. Và cứ 500 rồi mở mang đi cho người ta nuôi, người ta cũng thích như mình thế Vâng, chứ. đó. Ngày Thì xưa thì tôi đi bán, ngày xưa ai thì tôi ai biết mua người ta có hỏi nguồn gốc ở đâu không? có chứ. Ui Vâng, vậy tại tha cô gái thì như cái số điện thoại có lẽ người ta nghe, người ta có đã điện nhanh nhưng mà. người Vâng ta cũng lên mạng người ta cũng biết. vâng, vâng. Cái Vâng. quả đấy biết mà. Vâng, thế chúc mừng bác chia sẻ này, bản thân những người như chúng cháu cũng rất là mừng, rất là có Và những cái động lực để mà gây dựng cái phong trào gây dựng giống. tôi thì nay cũng mới có 60 tuổi thôi mà tôi giờ nghỉ ở nhà tôi làm, tôi nuôi trên 2 năm ngoái bắt đầu tôi mới đưa vào. Cái đôi mà nó chấp trời đấy không phải vứt bỏ đi đâu, không không đôi đấy thực ra là nó như này này, nếu mà được thì bác lên kiên trì đi, bởi vì thực ra Vâng. có những đôi là nó chấp trời mất 1 2 năm đầu thôi, nhưng đến năm thứ À. ba đổ đi là nó bắt đầu nó thuần À thế à? thục. Vâng, chim gáy nó đẻ có khi cả chục năm nó vẫn đẻ mà Vâng. nó không 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 phải no. Vâng. Vâng Tôi thấy là 2 đôi mà đôi thành công tuyệt vời như thế mà. vâng vâng Nếu Còn đôi mà hơi mình buồn nuôi chứ. nhiều thì mình nên có những cái sự đảo chéo đi thì nó giờ nó cũng tìm được Hôm những hôm cái trước à, hay là cái đôi mà bắt đầu nó đẻ lứa đầu tiên á, thì vâng tôi mới xào rau muống, thì tôi mới đập tỏi vào tay á. vâng Tôi bốc tỏi bỏ vào ta và vào rau muống, sao tôi vào tôi bắt con trống ra, tôi xem con là lớn chưa, thì con vâng mái nó đánh một buổi chiều nó thay hạ, nó lạ cái mùi tỏi vâng á. Sao đánh buổi chiều thì tối tôi bảo cái đã hỏng có đồi cù, thế con tối để đến con trống nó vào nó ấp, đánh vâng mà nó lại cho ăn tiếp tục cho ăn, thế không việc gì nữa, thế vâng từ đấy không thấy đĩa nữa. vâng thì đương nhiên nó như kiểu vợ chồng, nó đã xảy ra xô xát thì nó nó sẽ có những cái ký ức từ dần dần, thời gian nó sẽ đấy, cái đấy có những con nó không nó không mã nhau thì nó sẽ đánh nhau chõng chẽ, nhưng mà nó đã mã nhau một Không, cái đấy là do cái mùi tuổi thôi, hai. mùi Vâng đấy, tuổi vâng, thế là khác cũng phát hiện ra gì. cái nguyên nhân từ cái tình huống đấy đúng không? Rồi, đúng rồi, cho Vâng. nên lần sau là tôi khiếp Thì rồi. đấy, nên đấy là cũng là một cái gọi là mình cũng là một cái tê vô tình, nhưng mà thực ra mình Và nghĩ vô lại tình thì đấy đấy là cũng đấy là đấy, do mình cũng cái con một mái nó cái phát hiện được cái mùi tuổi, nó gửi con trống á, tôi cầm một con trống tôi bắt là xem con là lớn chưa, đấy đấy đấy, thế là cái mùi tuổi nó cứ thế nó đánh con trống. à. Đấy, đấy là cô vợ này cô hơi hơi lồng làn, cô đánh ghê Không, con đấy. vợ này là cô đây không ngứa cái À vâng, ai uống rượu. được, thế là ok. Bác là địa chỉ ở khu nào bác? Ở thôn 5 Quảng Hòa đó. À thôn Và năm ở Thanh Hóa. Vâng. Thanh Hóa. Dạ Có vâng. chữ Thanh Hóa. Vâng. Ông bác cứ kiên trì cái đôi còn lại là được anh nhá, chúc bác thành À công. vâng. Vâng Vâng, cảm ơn. Vâng vâng vâng. ok ạ, bác nhé. Vâng.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.